tầm của mình cho đến đời đời vô cùng. Hồn ma quỷ là đứa dựa dành chúng thì bị văng xuống hồ lửa và diêm, trong đó có đã có công thú và thiên chi giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời. Thế nên là 7 câu 18 thì nói là các thánh đồ của đấng rất cao, chúng ta là các thánh của Chúa, danh của Chúa là đấng rất cao, the most high God, đấng rất cao, đấng cao nhất. À, chúng ta sẽ nhận lấy nước và được nước, nước là vương quốc ấy, làm của mình đời đời cho đến vô cùng, cho đến đời đời vô cùng. Đây là lời hứa của Chúa cho chúng ta sẽ nhận được vương quốc. Những người mà thánh đồ của Chúa sẽ nhận được vương quốc. Tuy nhiên là những người nào mà là những người mà thuộc về Chúa, là những người mà hy sinh tận hiến cho Chúa thì sẽ được nhận về vương quốc, đúng không ạ? Thế còn Kinh Thánh không nói là có những người được cứu nhưng mà dường như có lửa. Có lửa có nghĩa là có lửa thì có gì không? Lửa không có gì hết. Thế nên là chúng ta cần phải cẩn trọng ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta, bước đi trên đất này. Nếu mà chúng ta yêu mến Chúa, tận hiến cho Chúa thì chúng ta mới nhận được nước làm cơ nghiệp. Còn nếu không thì chúng sẽ có thể là sẽ, nếu mà chúng ta mà hời hợt ở trong bước đi với Chúa thì có thể là sẽ bị ở trong cái tình trạng mà sẽ được cứu nhưng mà dường như qua lửa. Rồi Kinh Thánh cũng nói về những cái công việc bông trái của cái công việc của chúng ta, thì Kinh Thánh cũng nói rằng là sẽ phải thử lửa hết, nhưng cũng có những loại chất liệu gì đấy, những người mà lấy gỗ cỏ khô sơm rơm rạ xây dựng lên cái công việc của Chúa, nó là những cái chất liệu mà dễ cháy khi mà lửa của Chúa thử đấy. Thế chị Đấy hỏi hết. cái dường như qua lửa này, nhiều nhiều anh chị em nói là qua lửa chứ cũng được nhưng mà cũng được cứu, có phải không? À, thì đối với những người mà họ họ muốn như vậy thì họ đang ở trong một cái tình trạng rất nguy hiểm. Nếu mà những người nói như vậy á, thì có thể biết đâu là không được cứu được chứ. Rất nguy hiểm lắm, không phải là ấy đâu, không phải Người sống thỏa mãn là lại chan lì sống trong đời này rồi nhặt luôn đời sau, nên là một cái tư tưởng đó. Đó. Chan lì muốn lên đèn hơi qua lửa này để gợi ý họ nói là như vậy Chưa chắc được lên, đó. chưa chắc là được lên, lên được cửa. Mà không có mấy cái chỗ này cho nên Yeah. trong chốn quận nữ mà cũng bao nhiêu là cái phần Nhưng mà tại sao mình lại phải sống ở trên đời này yêu mến thế gian để mà đi đến với Chúa thì không có gì khác. Đây Kinh Thánh nói hứa chứ ban chúng ta nước làm cơ nghiệp, đúng không ạ? Vương quốc để cai trị mà lại thích để là được cứu nhưng mà có mỗi cái quần xà lọ tốt hết tiêu hết hỏi là bị la rồi. kêu đã nói được cứu rồi mà cứ hỏi, Rồi. nhưng mà Hận không có tin, tại vì lời của Chúa nói là mình cũng phải phải phiếu trắng, phải phải thanh tẩy, chứ không thể là một đời sống xác thịt rồi sẽ được cứu Đúng là không rồi, có. chắc thì còn chưa chắc là được cứu đâu, chưa chắc lên thiên đàng không đến lúc cuối được rồi. Rồi ở đây nhà chưa nói Cải Huyền nói rằng là 20 câu 4 thì nói gì? Cải Huyền ca 20 câu 4 nói là còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì sẽ bị quăng xuống hồ lửa trong ở đó, và diêm trong đó đã có con thú và tiên tri là rồi, còn chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lên cho đến đời rồi. Kết cục của các thánh đồ và kết cục của ma quỷ Thì là không. như thế nào, khác nhau đúng không? Chúng ta nhận lãnh nước làm cơ nghiệp, còn ma quỷ thì ở đây thì có nói về ba ngôi của nó. Satan, ma quỷ là Satan đấy, tiếng Anh là devil á, còn con thú và tiên tri trả giả là hai ngôi, con thú ở đây là nói về Antichrist á, ngôi thứ ba của nó là tiên tri giả, ba ngôi của Satan. Rồi Matthew đoạn 19 câu 27 28 xin mời tôi đọc. Mà theo 19 mãi 28 khi rơi mạng thư rằng này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy này, thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng quả thật nó nói cùng các ngươi, cái kỳ nhân vật đổ mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của ngài, thì các ngươi là kẻ đã thứ ba và sẽ ngồi trên 12 ngôi mà sẽ có người mới chi phái Israel. Amen. Ở đây nói rõ ràng rằng là các sứ đồ Peter đến và các sứ đồ đến hỏi Chúa này. À, bây giờ bỏ mọi thứ mà theo Chúa đổi thì Chúa nói rằng là chắc chắn rồi là con sẽ theo ta, thì khi mà muôn vật đổi mới, những khi mà Chúa trở lại tái lâm thì Chúa sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển, Chúa là vua của các vua thì ngài chắc chắn sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển, nhưng mà họ cũng được ngồi. Các ngươi là kẻ theo ta rồi bỏ mọi thứ mà theo Chúa Amen. thì chắc chắn sẽ ngồi ở trên ngôi 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái của Israel. Cho nên là chúng ta, nếu mà chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta bỏ mọi thứ yêu thích tham thích của thế gian này,
để mà bước theo Chúa, hầu việc Đức Chúa Trời, dùng những gì mà Đức Chúa Trời ban chúng ta để hầu việc Ngài, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ ngồi ở trên những ngôi để xét đoán. Amen. Amen. Nên là đây là lời hứa chúng ta sẽ nhận được. Chúng ta bây giờ chúng ta chỉ còn những người nào mà yêu mến tin lời của Ngài thì sẽ được hưởng thôi, còn những người mà không tin lời của Ngài thì họ giống như là cô nói đấy, họ thích sống theo xác thịt, và Kinh Thánh nó là xác thịt thì sinh ra sự chết, đúng không ạ? Cho nên là chưa chắc là được sống đâu. Những kẻ mà phạm tội gì gian dâm ô uế luôn tuổi đời thường quán phép tranh đấu cãi lại bất bình biện ghen gổ ham mê say sưa mê ăn uống cùng các sự khác giống vậy thì không được hưởng. Nước Đức Chúa Trời. Cho nên là nhiều khi người ta đưa là tôi rứa đó, tôi vậy đó, tôi ăn uống đó, mà tôi say sưa đó này kia, tôi nghĩ là được lên thiên đàng. Cái Kinh Thánh nói rõ ràng, và những sự khác giống như như cái những cái sự luân tuồng của xác thịt đó, thì những người đó không nhận được vương quốc đâu, không được hưởng cái gì cả, không có, thậm chí còn không được vào vương quốc rồi, không hưởng được nước nước trời, không được vào vương quốc nước trời, không hưởng được cơ nghiệp, không được cái gì cả. Nên này là chúng ta phải cẩn thận, bởi vì xác thịt sẽ làm cho chết, mà chỉ có Thánh Linh làm cho sống. Những người bước theo thác xác thịt là cuối cùng sẽ sinh ra sự chết, xác thịt sẽ sinh ra sự chết. Rồi trong đây thì nhiều phần hai, chúng ta đã qua phần hai rồi, chúng ta đọc nghe. Nếu chúng ta xong phần này thì buổi chiều chúng ta có thể xong lên phần 3 luôn. Nhiều cơ đốc nhân không ở trong đội quân của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại sao mà nhiều cơ đốc nhân không ở trong đội quân của Đức Chúa Trời hả các bạn? Lý do đầu tiên là những cơ đốc nhân còn trẻ thì không ở trong đội quân của Đức Chúa Trời được, đúng không ạ? Chúng ta thấy con trẻ có khi nào ra đánh trận không? Không. Ở trong quân đội người ta tuyển mộ là 18 tuổi người ta mới tuyển mộ, đúng không? Con trẻ không bao giờ có. Thế cho nên chúng ta thấy rằng là trong Kinh Thánh thì chúng ta biết có ba cái mức độ cấp độ cái tăng trưởng vượt linh của cơ đốc nhân, đó là trong chương nhất đoạn 2 chương 2 đến 14. Xin mời mời các chân nhất chương 2 câu 12 đến câu 14. Rồi các con cái bé mọn ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Ở các phụ lão tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi tôi đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ. Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Amen. Ở đây nói về ba cái giai đoạn của một sự tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Đầu tiên là các con cái bé mọn, thứ hai đó là những người trẻ tuổi, và thứ ba là những người phụ lão, hay là bản tiếng Anh từ phụ lão này có nghĩa là những người cha, fathers, có thể là những người cha hoặc những người mẹ trong Chúa. Thế thì trong cái giai đoạn của trưởng thành thuộc linh, chúng ta sẽ trải qua ba giai đoạn này. Và cái giai đoạn đầu tiên là con cái bé mọn, thì chúng ta thấy là con cái bé mọn là những em bé, tiếng Anh là children, là những trẻ em thì không có thể nào mà có thể gia nhập đội quân của Chúa. Bởi vì sao? Những cơ đốc nhân mà non trẻ mới tin đạo, con trẻ thuộc linh thì non nớt, không có đủ sự trưởng thành để trở thành những người lính trong Chúa được, trong đội quân của Chúa được. Cho nên rằng là Chúa sẽ không tuyển mộ, hay là họ không được tuyển mộ vào trong đội quân của Đức Chúa Trời. Nên là khi mà chúng ta đi đánh trận, chúng ta thấy rằng là chúng ta không nên đem những người quá mới đi với Chúa, ngay cả những cái chức vụ khi mà chúng ta cầu nguyện đột quỵ cũng thế. Tại vì rồi bạn Bi bạn đi cùng lên trên 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 kia và cầu nguyện thì khi mà đặt tay lên thì ma quỷ nó ré lên. Thế trên cái em gái kia và Bi cũng bị tấn công tơi tả luôn, hết bụng rồi đến Đầu ói rồi đến đầu rồi bị tấn công, mà bạn ấy chỉ đứng ngoài để bạn cầu nguyện thôi, mà ma quỷ nó cũng tấn công bạn ấy luôn. Cho nên là đối với con trẻ, họ chưa mạnh mẽ trong tâm linh, tốt nhất là đừng để cho họ tham dự vào trong những cái, tức là lúc đấy không phải để đuổi quỷ đâu, mà lúc đấy là cầu nguyện cho thanh niên thôi. Các thanh niên nó kéo lên sau khi mình giảng thì họ lên và cả hội thánh lên, nhưng mà thanh niên nó lên trước để nó cầu nguyện, thì bắt đầu là cầu nguyện. Nhiều người đưa con cái đến có problem, có vấn đề, và trong đó thì có một đứa con gái thiếu niên đó, thì nó vừa lên cái mình đặt tay lên cái thì quỷ ma quỷ nó kêu lên, nó dậy giờ kêu lên lớn, nó dãy giụa ở nhà ở dưới sàn hội thánh ấy. Thì cái MB mặc dù là không đánh trận, đứng bên ngoài thôi cầu nguyện hỗ trợ thôi, mà tấn công tơi tả luôn và sợ hãi luôn. Sau đấy lúc đấy là lúc mà lúc gần xong rồi hết rồi, mọi người
xong rồi là đi về rồi thì bắt đầu mình mới nói chuyện. Thì Vi nói là chị ơi, tự nhiên em bị sợ hãi quá, em bị sợ hãi quá, thế là lúc đấy đặt tay nhưng mà cũng mới đi là Linh sợ hãi nó mới ra, thì bắt đầu bạn ấy mới bình an. Rõ ràng là con trẻ tụi mình thì chưa có nên cho nó đâu có thể chiến đấu. Cho nên là các em bé được lên thì cần phải làm gì? Ở trong Kinh Thánh cũng có cảnh báo rằng là những người mà có thể sẽ không trưởng thành thuộc linh sau nhiều năm. Nhưng mà các con trẻ thuộc linh thì là như thế nào? Ở trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 46 á, lời của Chúa nói về, về rằng là không phải thể thiêng liêng đến trước nhưng mà thể huyết khí. Có nghĩa là gì ạ? Huyết khí có nghĩa là natural, những cái tự nhiên đến trước còn một đền thể thiêng liêng. Có nghĩa là Chúa dùng những cái điều thuộc thể này để Chúa dạy dỗ chúng ta những bài học về thuộc linh. Ở trong thuộc thể này á, thì quân đội người ta cũng không tuyển mộ trẻ em, đúng không ạ? Chúng ta thấy đoàn quân đội của Việt Nam có khi nào tuyển mộ trẻ em đi đội quân không ạ? Không phải trên 18 tuổi ấy, đúng không ạ? Thì Chúa dùng những cái điều thuộc thể đó, thể huyết khí là thuộc thể này, natural thuộc thể để dạy dỗ cho chúng ta những điều thiêng liêng, hay là tiếng Anh là thuộc linh. Cho nên là thuộc thể thì phải đi trước rồi mới đến thuộc linh. Chúng Chúa dùng những cái bài học về thuộc thể, những con trẻ về thuộc thể đó, rồi là thanh niên về thuộc thể và cha mẹ phụ lão về thuộc thể để dạy cho chúng ta rằng là ở trong thuộc linh cũng như vậy đó, cũng sẽ có những cái giai đoạn của sự trưởng thành thuộc linh khác nhau. Thế cho nên là Kinh Thánh nó là thể huyết khí đến trước rồi mới thể thiêng liêng đến sau. Thì trong Kinh Thánh cũng thấy rất nhiều điều mà Chúa sử dụng những cái điều thuộc thể để dạy dỗ chúng ta những bài học thuộc linh. Giống như lúc này chúng ta vừa nhắc ở trong Côrintô nhất đoạn 11 câu 10 á, về vầng đá và Chúa Giêsu á, Chúa Giêsu là vầng đá của mọi thời đại á. Vầng đá đó là thuộc thể đó, và nhìn thấy hòn đá nhưng mà Chúa dùng cho chúng ta để dạy dỗ chúng ta về cái sự vững vàng của Chúa, về vương quốc của Chúa, giống như là vầng đá đó là về chính mình Ngài là Chúa Giêsu, là hội thánh của Ngài được xây dựng vững chắn ở trên những vầng đá của mọi thời đại. Hay là Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về hình ảnh như ngày hôm qua cô biết cơ giảng đó, về trụ mây, nó là nói về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúa dùng những bài học thực thể ở trong cái natural tự nhiên, ở trong cái cuộc hành trình của dân Israel ấy, để dạy dỗ chúng ta về những cái ý nghĩa hình bóng, là ý nghĩa về thuộc linh, đúng không ạ? Hay là dân Israel khi mà đi ở dưới biển á, thì Kinh Thánh nói là đấy là phép báp tem, hình bóng của dân Israel đi ở dưới nước, ở dưới biển, và hình bóng về phép báp tem của Đức Thánh Linh. Thế thì Chúa dùng những cái điều khí huyết hay là thuộc thể để dạy chúng ta về những điều về thiêng liêng và thuộc linh. Cho nên là khi mà chúng ta đọc cựu ước thì chúng ta sẽ phải nhìn theo cái lăng kính của Đức Chúa Trời, là Chúa muốn dạy chúng ta bài học thuộc linh, chứ không phải là nhìn theo bài học thuộc thể. Giống như là ngày xưa dân Israel đánh nhau thì bây giờ cũng đánh nhau, giống như kinh thánh, giống như là tôi nói về cái thật cuộc thập tự chinh nhé. Ngày xưa dân Israel giết cơ đốc nhân, rồi nên giết hại rất nhiều cơ đốc nhân, cho nên chúng ta phải giết lại. Chúng ta không có áp dụng theo cái phương diện thuộc thể giống như vậy, nhưng mà kinh thánh nói rằng những sự ấy có nghĩa hình bóng chép lại lưu truyền để dạy dỗ chúng ta là những người ở cuối cùng các đời. Có nghĩa những điều trong cựu ước đã mang ý nghĩa hình bóng để dạy dỗ chúng ta là những người mà ở trong tân ước này, những bài học thuộc linh. Thế nên chúng ta không có áp dụng theo cái thuộc thể, nghĩa là không không phải đánh trận theo thuộc thể, giống như như là đánh lộn, giống như là đánh nhau, giống như là cái các cái cuộc tập trình, hay là nhiều người gọi cả chú đánh lộn với lại những người khác. Rồi xuất hiện tiếp tục cái đoạn 13 câu 17. Thì dân Israel á, khi mà ra khỏi xứ Ai Cập á, thì anh này nói rằng là vạ khi Pharaoh tha dân Israel, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường xứ Philistine, là đường gần hơn hết, nhưng mà vì Ngài nói rằng là e dân ấy thấy trận trận mạc mà rời đổi lòng chăng. Để mở cho các bạn cái bản đồ là cái đường của dân Philistine, đó là xứ cái đường của bây giờ giải Gaza đang chiến tranh đấy các bạn. Đây để cho cái bản đồ này dễ hơn này. Đây. Đây cái này đây giải đây cái bản đồ này có đấy là cái Tổng bức. đây đây là cái bản đồ mà cái nhìn thấy rõ đây là xứ Gosen và dân Israel ở trong xứ Ai Cập đây này, đúng không ạ? Họ đây là đường theo giải Gaza này, chúng ta thấy không? Đường giải Gaza và đường mà bây giờ đang có chiến trận đấy, chiến tranh này là chữ Gaza này, các bạn nhìn thấy chữ Gaza đây không? Chữ con chuột tôi đang chỉ đây này, đây bên tay đây đang có chiến tranh ở trong cái giải Gaza này, đây đây này Gaza này. Thì Đức Chúa Trời ngài ngài không dẫn dân Israel đi theo con đường này để vào xứ Canaan và đường gần nhất, nhưng mà ngài lại dẫn họ đi xuống đây, đúng không ạ? Đến xuống xứ của sự công Có cái bản nữa. dẫn sẽ như
này cho tôi còn đường update sau sao. Nhưng mà đường update sau này nó có nên là đường cái này. Đây thì đây là cái đường theo cái giải Gaza này, là cái đường mà từ đây Jerusalem ở trong xứ Gosen này, các bạn nhìn thấy Gosen này, từ Gosen mà Jerusalem đi lên theo đường này, đi theo đường của dân Philippines này này. Chúng ta thấy là cái cuộc chiến tranh bây giờ Hamas á, là những người Philippines á, Philippines Philippines là Palestine Palestine đó, Palestine Palestine đó. cái dân Palestine này á, là có quá khứ nó là tên là Philippines, mà sau này người ta đổi là Palestine, cũng là một thôi nha, Philippines Palestine là một. Đây này họ xem cái theo cái đường của giải Gaza này, các bạn thấy không, đây là chỗ này là chỗ đang chiến tranh Israel với dân Hamas đấy các bạn, dọc cái giải Gaza này thì đây là vùng Canaan này, đây là xứ Canaan này, xứ hứa đây này đó, thì cả cái xứ này là xứ Canaan. Nhưng Đức Chúa Trời không dẫn họ đi qua đường này, là cái con đường này ấy, thực chất chỉ hết 11 ngày đường là đi tới đây thôi. Nhưng mà Chúa lại dẫn họ qua đây, các bạn thấy không? Băng qua biển đỏ rồi đi xuống, đi trong sa mạc rồi còn đi vòng vòng trong sa mạc thêm 38 năm nữa. 2 năm là đến Kadesh Barnea, nhưng còn 38 năm nữa. Sau đó bắt đầu 40 mới 10 10 10 năm qua, 40 năm thì bắt đầu là cái thế hệ kia chết hết, thì Jose với lại Caleb mới dẫn dân Israel vào xứ hứa, đi vượt qua cái chỗ này gọi là sông Jordan. Đây là cái bản đồ này thì dễ hơn đây này, cái này là cái biển hồ đây, biển hồ ở trên này nó có một cái hồ nhỏ, sao ở dưới này không biết, tôi không biết như thế này là gì, mà cái này là cái biển hồ Galilee này, cái dòng sông này là dòng sông Giô Đanh này, biển này là biển chết này, thì dân Israel đi ngang qua xứ hứa băng qua sông Giô Đanh ở đây, chú rẽ biển, chú xin lỗi, chú rẽ sông Giô Đanh cho họ, họ đóng trại ở tại Giê-li-ngan ở đây này. Đó, và Jericho thì nó nằm ở ngay đây luôn. Thì đấy là cái hành trình của dân Israel. Chú không dẫn họ qua đường, đi qua đường tắt đó, là đường gần hơn, bởi vì là họ chưa sẵn sàng để chiến trận. Dân Israel khi mà cái tình trạng ra khỏi xứ Ai Cập á, họ mới là con trẻ ở trong tâm linh, cái sự nhận biết Chúa của họ rất sơ học, thế nên đó là lý do tại sao mà Chúa cần phải đưa họ vào trong đồng vắng để rèn luyện họ, để tập cho họ đánh trận, tập cho họ. Cho nên là chúng ta cũng thế, trước khi mà Đức Chúa Trời ngày đưa chúng ta ra để hầu việc Đức Chúa Trời trong những cái chiến trận lớn hơn, thì chúng ta cần phải được trang bị trước đã, trang bị một cách cẩn trọng, càng trang bị cẩn thận thì chúng ta lại càng sẽ càng vững vàng trong chiến trận. Thì giống như là tôi hay hay thường nghĩ, giống như là đời sống của chúng ta giống như tòa chung cư vậy đó, chung cư càng cao tầng, cuộc đời chúng ta muốn càng xây cao hơn, muốn Chúa sử dụng lớn hơn, càng cao tầng thì móng càng phải sâu, đúng không ạ? Giống như là bạn bi bạn xây cái căn nhà kia và nó là móng cực kỳ sâu luôn, Bạn là móng băng, móng móng cực kỳ sâu luôn, để mưa sa nước chảy ra đây sơ đập thì không có bị gì hết. Thì đời sống của chúng ta cũng thế, chúng ta muốn xây đời sống của chúng ta cao, chúng ta muốn đời sống của chúng ta được Chúa sử dụng vĩ đại, chúng ta càng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn ở trong chức vụ. Còn nếu không thì chúng ta thấy những cái tòa chung cư mà yếu á, móng yếu á, thì sập rất nhanh, gần một cơn bão nhẹ, động đất nhẹ thôi là sập hết rồi. Thế nên đợt vừa rồi các bạn biết là khi mà Thổ Nhĩ Kỳ bị động đất của City á, có 10 thành phố bị động đất á, thì các công ty bất động sản bị kiện banh nóc luôn, bởi vì giờ chất lượng công trình kém, lúc đấy nó mới lộ ra, thì bắt đầu là nó bị kiện, họ bị kiện. Thế cho nên là khi mà bão tố đến mới biết rằng tòa nhà nào là tòa nhà vững vàng. Thế nên nếu chúng ta không xây sâu quá thì bão tố nó sẽ đến thôi. Trong đời sống của chúng ta các môn đồ đều phải đối diện với bão, ai cũng phải bão hết, nhưng mà nếu chúng ta xây sâu thì chắc chắn chúng ta sẽ vững vàng. Thế thì Chúa cũng thế, Chúa sẽ tập cho chúng ta để đánh trận, chúng ta sẽ phải xây dựng đời sống của chúng ta trên lời của Chúa vững vàng. Một trong các cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là ở trong Răng nhất đoạn 2 câu 12 đến 14 nói về ba cái giai đoạn trưởng thành tâm linh của một người ấy, thì cái giai đoạn từ cái con cái bé mọn lên đến giai đoạn mà những người trẻ tuổi, trong câu 14 này nói rằng hỡi các con trẻ, ta viết cho các con bởi vì các con biết Đức Chúa Cha, xin lỗi, hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi bởi vì các ngươi thắng được ma quỷ. Ở phần cuối này nói là hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi bởi vì các ngươi làm mạnh mẽ và lời của Đức Chúa Trời cho các ngươi, và các ngươi thắng được ma quỷ. Một trong những cái dấu hiệu để nhận biết một đời sống là những người thanh niên ở trong thuộc linh đó mà họ có lời của Đức Chúa Trời và họ thắng được ma quỷ.
chiến thắng được ma quỷ, đắc thắng được ma quỷ. Cho nên là những trong đời sống của chúng ta cần phải có lời Đức Chúa Trời thì chúng ta mới chiến thắng được ma quỷ. Thì chúng ta mới là khi chúng ta có lời Đức Chúa Trời thì lời đó sẽ trưởng dẫn tâm linh chúng ta trở thành những người trẻ tuổi, và chúng ta lúc đó thì bắt đầu chiến thắng được ma quỷ. Trong này lời nó Chúa nói rõ ràng, lời của Đức Chúa Trời ở trong những người, lời của Chúa đầy dẫy trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ chiến thắng được ma quỷ. À, cho nên là chúng ta cần phải có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta mới chống lại được ma quỷ, chúng ta mới 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 chiến thắng được ma quỷ trong chính đời sống của chúng ta, và chúng ta mới có thể giúp đỡ được cho những người khác, và chúng ta trở thành những người cha người mẹ trong thuộc linh, thì Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta để trở thành những người lãnh đạo, những người dẫn dắt đội quân của Đức Chúa Trời. Ở trong Hebrew đoạn 5 câu 12 đến 13 nó có một cái thực trạng đáng buồn của ngày hôm nay, đó là có nhiều người sau nhiều năm thì họ cũng gì không có tăng trưởng ở trong thuộc linh. Sau nhiều năm thì nó gọi giống như là tiếng Anh nó gọi là tín đồ mà ngồi mài ghế nhà thờ đó, là mòn ghế nhà thờ luôn, nó mòn mòn đít quần luôn đó. Và nhưng mà không được tăng trưởng, không được trở thành người trưởng thành. Và chúng ta cùng nhau đào vào trong Hebrew 5 câu 12 13 toàn đọc chị. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình thì còn là thơ ấu. Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em với người thiên nhiên, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong năm phút vậy. Amen. Gọi bạn dạy. Chúng ta thấy rằng ở trong này Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 1 nó nói với chúng ta biết rằng là sứ đồ Phao-lô nhìn thấy cái thực trạng của hội thánh Cô-rinh-tô á. Nếu chúng ta nhìn thấy vào trong thực trạng của hội thánh Cô-rinh-tô, chúng ta thấy rằng họ là một cái hội thánh mà đầy rẫy những sự tranh cãi. Cãi nhau rồi, ôi, nói xấu nhau, tôi là môn đồ của ai, tôi là môn đồ của Áp-rô, tôi là môn đồ của Phao-lô. Tranh cãi, cãi lộn rồi, khoe khoang đủ thứ hết. Cho nên là chúng ta thấy cái thực trạng của một cái hội thánh mà sau nhiều năm rồi vẫn còn là con trẻ thuộc linh. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là tôi chẳng thể nói với anh em giống như người thiêng liêng là người thuộc linh được, một cái người trưởng thành thuộc linh được, nhưng mà tôi chỉ có thể nói với anh em giống như một cái người xác thịt thôi, một con đỏ ở trong đấng Christ infant, là một cái trạng thái mới sinh, những phần là con đỏ đó chứ không phải là children nữa đó, infant là mới đẻ đó. Cho nên là sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Corinto là giờ anh em không hiểu được những điều sâu nhiệm ở trong Chúa. Cho nên tôi đến một số hội thánh tôi thấy tình trạng này rất nhiều, chị em rất nhiều những cái công việc xác thịt tranh cãi với nhau, những điều thuộc về con trẻ, thì chúng ta đến nữa sẽ học về những điều thuộc về con trẻ ở dưới nữa. Đó, không có một cái sự trưởng thành để mà có thể ăn nuốt được những cái thức ăn thuộc linh. Cho nên là điều đó là một cái có một cái nó là một cái cáo trạng đáng buồn để chống lại hội thánh của Đức Chúa Trời, ở những hội thánh mà chỉ có sữa và sữa thôi, không để cho dân sự của Đức Chúa Trời ăn những thức ăn đặc của thuộc linh. Thế bắt đầu là 5 câu 12 đến 13 thì nói rằng là anh em đáng lẽ đã làm thầy rồi, có rất nhiều người sau nhiều năm đáng nghĩa họ phải làm thầy rồi, nhưng mà nay còn cần những điều gì, người ta lấy những điều sơ học về lời Đức Chúa Trời dạy anh em. Anh em ăn sữa thì vì đồ ăn đặc, sữa trong lời của Đức Chúa Trời, sữa cũng là lời của Đức Chúa Trời, đồ ăn đặc cũng là lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà sữa thì chỉ gì à? Chỉ để dành cho trẻ em thôi, đúng không? Ở đây kẻ nào ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Ăn sữa trong lời Chúa thì chỉ có thơ ấu thôi, không thể nào mà sẵn sàng để làm công việc của trời. Nhưng đồ ăn đặc tinh thánh nó là dành cho những người thành nhân, những người trưởng thành trong tâm linh, nhận biết để phân biệt điều lành, điều dữ, là điều mà đẹp lòng Đức Chúa Trời, điều gì không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những người bắt đầu ăn đồ ăn đặc sẽ phân biệt được là đâu là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, đâu là điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thế còn trẻ em thì anh chị em cho ăn cái gì hay làm cái gì chăng nữa, trẻ em nó không biết được. Đôi khi nó làm điều sai quấy, và nó làm bể bình hoa, nó bảo là con có làm bể đâu, không hiểu được đâu là điều đẹp lòng Chúa, đâu là điều không đẹp lòng Chúa, đúng không? Nhiều khi nó đánh anh em của nó, anh chị em của nó, mà nó nói là con có đánh đâu, anh đánh con chứ, không biết đâu là cái điều mà làm buồn lòng cha mẹ, không biết điều đâu là điều đúng, vì con trẻ không phân biệt được. Cho nên là thơ ấu trong thuộc linh cũng như vậy. Tại sao mà hội thánh Corinto lại có nhiều anh chị em họ tranh cạnh với nhau, họ họ xác thịt rồi họ tôn tặng con người, họ làm đủ những cái công việc của xác thịt, là vì họ không phân biệt được, họ còn thơ ấu, không phân biệt được đâu là điều đẹp lòng Chúa, đâu là điều không đẹp lòng Chúa. Mà nên là chúng ta là những người mà cần phải để sẵn sàng cho đồ ăn đặc, là những điều sâu nhiệm hơn ở trong Chúa, là những thức ăn mà có thể là ban đầu chúng ta không thích ăn thật lắm, nhưng mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ mạnh mẽ để chúng ta
trưởng thành ở trong tâm linh và bắt đầu chú sử dụng chúng ta bước vào trong những công tác mà Đức Chúa Trời ngài trao phó chúng ta. Ở trong đây thì cái mức độ thứ hai là các mức độ mà người trẻ tuổi hay là thanh niên ở trong Chúa. Đây là những cái cơ đốc nhân giai đoạn mà cơ đốc nhân đang trưởng thành thuộc linh và là dần trở nên mạnh mẽ để chiến thắng được, để chiến đấu được ở trong quân đội của Đức Chúa Trời. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thanh niên ở trong thuộc thể này á, trong quân đội á, thì người ta thường thì kêu gọi nhập ngũ vào độ tuổi mạnh mẽ nhất và trưởng thành là ở độ tuổi khoảng 18 tuổi đã bắt đầu kêu gọi để nhập ngũ. Thì Chúa, lời của Chúa nói Timôthê nhì đoạn 2 câu 1 câu 4, xin mời người đọc, xin mời cô đọc. Timôthê đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Vậy hỡi anh em, hãy cậy ơn biển của Đức Chúa Jesus mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chính, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chi mộ mình. Amen. Ở đây Chúa sứ đồ Phaolô nói với Timôthê rằng là hãy con hãy cậy ân điển cho Chúa Jesus mà làm cho mình ra mạnh mẽ, đúng không ạ? Làm cho mình mạnh mẽ. Và cái điều mà khiến cho một người mạnh mẽ được là một người lính thì phải, câu ba đó là phải chịu khổ, đúng không? Như một người lính giỏi của Chúa Jesus Christ, một người lính mà không đi ra trận, không chịu khổ với Chúa thì không bao giờ giỏi được. Có khi nào mà lính kiểng mà giỏi bắn nhau không? Chúng ta mấy cái ông lính kiểng mà đứng gác thì chỉ có giỏi để như người ta coi thôi, nhìn thì hình thức đẹp lắm nhưng mà ra trận này chưa chắc đã có thể nào mà bằng được với những người mà mới hơn mà họ ra trận thường xuyên. Cho nên là Chúa nói rằng mình phải chịu khổ với Chúa như một người lính giỏi của Chúa Jesus. Và như vậy chịu khổ thì chúng ta sẽ thành lính giỏi, chịu tập luyện. Khi mà chúng ta chịu tập luyện, chịu hầu việc Chúa, chịu bước đi ở trong Chúa, chịu cậy ân điển của Chúa thì chúng ta sẽ mạnh mẽ. Yeah, amen. Cho nên rằng là một thời gian khi mà chúng ta hầu về Chúa, chúng ta có lời Chúa liên tục thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những người thanh niên ở trong Chúa và chúng ta sẽ mạnh mẽ, chúng ta sẽ trở thành một người lính giỏi khi mà chúng ta có lời Chúa, chúng ta cậy mình ở trong ân điển, cậy ân điển của Đức Chúa Trời. Thế còn những người cha, người mẹ trong Chúa thì sao? Những người cha đó là những người mà là những cơ đốc nhân trưởng thành có thể lãnh đạo quân đội của Đức Chúa Trời được. Amen. Chúng ta đây là một cái mức độ của sự trưởng thành thuộc linh mà chúng ta mong đợi. Amen không ạ? Chúng ta mong đợi là mình sẽ trưởng thành, không chỉ là trở thành người thanh niên trong Chúa mà trở thành những người cha, người mẹ trong Chúa. Gọi em đi dậy, em mệt quá. Mệt quá hả em? Không, xuống rồi đi, đi vào rửa mặt đi. Xuống đây ngồi cái nó sướng quá rồi, nó còn như ở bô nó tiêu luôn. Đấy, phải chịu khổ thì mới mạnh mẽ được. Thôi ngồi đây, thanh niên ngồi đây đi. Có mệt quá thì đi rửa mặt. Để cho nó tỉnh táo ha. Dạ. Ở đây thì những người cha người mẹ là những người mà thường là những người cha người mẹ trong Chúa là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải xin Chúa ngày ban cho chúng ta cái một cái sự trưởng thành đến là đến cái mức này, bởi vì những người này mới có thể lãnh đạo quân đội của Đức Chúa Trời được, đúng không ạ? Chúng ta có khi nào mà chúng ta nuôi con để con của chúng ta cứ em bé mãi không, hay là thanh niên mãi mà không có trưởng thành được, đúng không ạ? Cứ thiếu niên hoài, có nhiều người cứ thiếu niên đến già luôn. Không, có trường hợp đặc biệt. À, nhưng mà cha mẹ thì không bao giờ muốn con cái mà cứ ở trong cái tình trạng mà non trẻ hoài. Cha mẹ nào cũng muốn là con cái trưởng thành thuộc linh, đúng không ạ? Cái ông bác cũng muốn con cái mình trưởng thành thuộc linh thì mới lập gia đình này, giống như là Tùng với lại Ngân này, đúng không? Trưởng thành rồi thì bắt đầu là bước vào cái giai đoạn là lập gia đình và sau đó thì sanh con cháu. Ở trong Chúa cũng như thế. Cha mẹ, Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, Chúa ngài luôn muốn chúng ta trưởng thành để ngài trao phó cho chúng ta công tác của Đức Chúa Trời, để chúng qua đời sống của chúng ta nhiều bông trái thuộc linh được hình thành. Amen. Nên Chúa muốn chúng ta trở thành những cái người lãnh đạo, những người cha người mẹ ở trong thuộc linh. Chúng ta ăn đặc liên tục thì chúng ta sẽ, và dĩ nhiên là ăn đẹp và phải chịu khổ với Tin Lành nữa, phải luôn sẵn lòng cho Tin Lành, chắc chắn là chúng ta sẽ trở thành những người mạnh mẽ và những người mà trưởng thành lên, những người cha người mẹ, nếu Chúa cho phép chúng ta mới làm được, thì chúng ta sẽ trưởng thành và dẫn đội quân đội của Đức Chúa Trời. Cái lý do thứ hai á, và đây là lý do thứ hai mà một người không thể ở trong đội quân của Đức Chúa Trời, đó là những người đó thiếu sự tận hiến. Thiếu sự tận hiến sẽ khiến cho chúng ta không gia nhập đội quân của Chúa hoặc là rời bỏ. Cho nên là rất là nhiều những cái sự thiếu, ngày hôm nay cũng có nhiều cơ đốc nhân
mà họ không ở bao giờ trong quân đội đội quân của Đức Chúa Trời được, họ không bao giờ có thể đắc thắng được ma quỷ cả, vì là họ đã không có, họ không có trung tín, họ không có tham gia đội quân của Chúa, hoặc là họ đã tham gia nhưng họ rời bỏ. Chúng ta sẽ xem ở trong các cuốn sách đoạn 5 câu 15 16. Xin mời một bạn đọc. Bạn đọc. Khi phái Ruben bị phân tâm và hậm hực, và thâm thẳm họ đã không tham chiến. Cả các suất của Ruben có lắm điều nghị luận trong lòng, nhưng sao người ở trong trường mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên gần bên suất Ruben, gần bên các suất của Ruben có lắm điều nghị luận trong lòng. Trong các quan sát đoạn 5 này nó là nói về chiến trận mà của nữ tiên tri Deborah ấy, họ chống lại dân Canaan ấy các bạn. Thì dân Israel bị đàn áp cực độ luôn, cho nên Chúa đã dấy lên một nữ tiên tri là tiên tri Deborah, và bà cũng là một quan sát ở trong Israel. Bà là một cái người mạnh mẽ, một người của chiến trận, cho nên là một người lãnh đạo của cả quốc gia và quan sát. Tôi nhớ như là bà là quan sát 40 năm trong Israel thì phải. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời điểm này là thời điểm mà Deborah kêu gọi toàn dân Israel tham chiến, nhưng mà ở đây nói về một cái chi phái mà bị thâm phân tâm và hâm hận không tham chiến, đó là cái chi phái Ruben này, đúng không ạ? Ruben là hâm hận không tham chiến, cho nên là cứ phân tâm, nói nhiều hơn là không 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 tham gia. Ngày hôm nay thấy có rất nhiều mục sư suốt ngày đi quanh để tranh cãi với nhau về thần học, nhưng mà chẳng bao giờ chịu đi làm chứng mà dạy đạo, không bao giờ huấn luyện, không bao giờ tham dự cái công tác nào của Chúa hết. Cho nên là đó là một cái tình trạng mà hâm hận thuộc linh, mà một cái tình trạng kiêu ngạo đáng buồn. Ngày hôm nay rất là nhiều điều, cho nên là rất nhiều những người hầu việc Chúa Trời, những người mà mang tiếng là người nam người nữ của Đức Chúa Trời đã ở trong cái tình trạng này, họ phân tâm ở mà không tham gia, không thực chiến mà chỉ nói thôi, mà chỉ nghị luận thôi, bàn cãi thôi, thay vì đi ra kia để làm chứng cho người ta về Chúa, thay vì giúp đỡ hội thánh, thay vì cầu nguyện, thay vì giải cứu, thay vì làm cái công tác của Đức Chúa Trời, thì lại rất là nhiều những nghị luận ở trong lòng, rất nhiều những cái phân tâm âm hận, không có cãi lẽ, không có ích cái gì cho công tác của Đức Chúa Trời, lắm điều nghị luận. Đó là cái tình trạng của chi phái Ruben, mà ngày hôm nay cũng cái tình trạng này rất nhiều. Cho nên là thay vì là mất thời gian để em mà phân bua thắng thua với anh em của chúng ta, thì chúng ta hãy hầu việc Đức Chúa Trời, hãy đến thăm viếng ai đó, hãy đến cầu thay cho ai đó, hãy làm chứng cho ai đó, hãy dạy đạo cho ai đó, môn đồ của ai đó. Đó là công tác của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không mất tốn thời gian để mà ngồi mà ngày này qua ngày kia để phân bua với lại mấy ông Pharisee và mấy ông thầy giáo. Nhưng mà ngài làm gì? Ngày nào ngài cũng đi chữa lành người quỷ, giải cứu, và ngài dạy dỗ các môn đồ của ngài và trang bị các môn đồ để cho công tác sắp tới, cho những cái công việc mà của hội thánh ngài mà thầy ngài xây dựng sau khi mà ngài thăng thiên. Ngài giao lại công tác của Đức Chúa Trời cho họ để họ làm, ngài chuẩn bị họ liên tục trong 3 năm rưỡi. Ngài không có thời gian để mà phân bua hơn thua, đúng không ạ? Còn đối với những người Pharisee và thầy đồng giáo thì ngài cố thẳng luôn, chứ ngài không phân bua gì cả. Ngài nói rằng là những gì bức tường tôi trắng như ạ, bức tường thì với những cái mồ mả mà bên ngoài tôi trắng nhưng bên trong đầy xương 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 người chết. Nói chứ ngài không có phân bua, ngài không mất thời gian, đúng không? Cho nên là ngài bị họ liên tục là muốn giết ngài là như vậy, tại vì ngài thẳng quá, ngài thẳng luôn, ngài không có sợ. Nhưng mà đối với những người đàn bà khốn khổ giống như những người đàn bà tà dâm mà bị bắt ở trong khi mà đang phạm tội, thì ngài lại nói những lời ân điển. Nên chúng ta là người của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải biết đâu là nơi cần ân điển của Đức Chúa Trời phán vào trong đời sống của những người đó, mà đâu là nơi mà cần phải có sự cố trách. Cho nên là chúng ta ngày hôm nay nhiều khi chúng ta bị lầm, đôi khi anh em của chúng ta họ lỡ sai ngã, chúng ta phải kéo họ lại, giống như Chúa Giêsu chúng ta đối xử với họ trong ân điển của Chúa, thì chúng ta lại không làm như là rồi mình xuống địa ngục luôn đi, phạm tội thì mày xa xuống luôn đi, vực luôn đi, đúng không? Để thay vì những người khác thì họ sống những cái đời sống mà không tin kính, thì chúng ta lại tôn tặng họ, chúng ta lại ca ngợi họ. Cho nên là chúng ta đôi khi là đi ngược dòng hết, ngược ngược hết, không giống như Chúa Giêsu gì cả. Chúng ta cần phải giống như Chúa Giêsu trong mọi cách. Có những lúc chỗ nào mà Chúa muốn chúng ta phải mềm mại và nói những lời ân điển, nó thương xót anh em của chúng ta, chỉ cần phải nói những lời thương xót. Còn những chỗ nào mà chúng ta thấy rằng có những sự dạ hình, những cái sự giả dối, thì chúng ta cần phải nói thẳng về những cái điều đó, xem những cái điều gì mà Chúa muốn. Rồi thì trở lại Ruben là chi phái đã hâm hận và phân tâm, không có muốn tham chiến. Ngày hôm nay rất nhiều các đông nhân ở trong tình trạng này, nhưng mà chúng ta sẽ không ở trong tình trạng này. Amen. Không chịu khổ với Chúa thì không cai trị với ngài được.
Để giữ đồ Phaolô nói với Timôthê rằng là nếu con chịu khổ với ngài thì các con sẽ đồng trị, đồng cai trị với ngài. Tôi nhớ Timôthê nhì đoạn 2 câu 12 thì phải. Nếu mà chúng ta chịu khổ với Chúa, chúng ta mới đồng cai trị với ngài, chúng ta mới được hưởng nước của Đức Chúa Trời. Còn nếu chúng ta không thì chúng ta cũng sẽ không có gì đâu. Câu chuyện về ký đoạn 20 câu 8 đến câu 9 thì cái này nói rằng là những kẻ sợ hãi cũng không được tham gia vào chiến tranh, không được ra trận, họ bị loại, không đủ tiêu chuẩn. Thì mời chị đọc. Phục cho em luật lệ ký 20 câu 8 đến câu 9. Những kẻ sợ hãi không được ra trận, họ bị loại, không đủ tiêu chuẩn. Các quan trưởng sẽ cứ nói tiếp cùng dân sự mà rằng: ai là người sợ và nhát, hãy đi trở về nhà mình, e lòng của anh em mình nao sờn như lòng mình chăng. Những người mà có cái linh sợ hãi thì họ hay truyền sự sợ hãi cho người khác, cho nên là tốt nhất những người nào mà sợ để họ nhà đừng cho họ tham chiến, tại vì nếu không thì họ sẽ sợ hãi mà nó sẽ khiến cho anh chị em cũng sợ hãi luôn, nao sờn luôn. Cho nên là đó là lý do tại sao mà sứ đồ Phaolô ông cự lộn với lại có một cái sự tranh cãi giữa Phaolô và Barnabas rất khốc liệt trong việc mang răng mát đi theo. Răng mát ở trong cái giai đoạn của cái non trẻ về thuộc linh ấy, thì khi mà thấy những cái sự bắt bớ đến một cách mạnh mẽ, khi mà các sứ đồ rao giảng tin lành thì răng mát một thanh niên trẻ đã sợ hãi và đã rời bỏ công tác của Đức Chúa Trời, rời bỏ những người thầy của mình, và chính vì vậy cho nên là sau này khi mà Barnabas tiếp tục muốn mang răng mát đi theo trong trong cái hành trình thuộc linh thì Phaolô đã phản đối kịch liệt. Nên là chúng ta cũng thấy rằng lời của Chúa nói điều này nó đúng. Khi mà chúng ta thấy anh em của chúng ta mà neo sờn, mà sợ hãi, nghi ngờ, tốt nhất để họ nhà. Amen. Đưa họ đi rồi cho họ làm mình và những người khác nghi ngờ, sợ hãi luôn. Nên là đối với khi mà tôi đi rất nhiều trong những cái chiến trận, trong những cái cuộc truyền giáo thì những người nào sợ hãi tôi cho ở nhà hết. Chỉ có những người mạnh mẽ thì ra đi, bởi vì mình biết rằng là nguyên tắc lời Chúa là một người sợ nó sẽ làm cho những người khác neo sờn. Lúc Những này người những người nào mà ra trận là phải là mạnh mẽ, amen, còn nếu không thì họ sẽ bị loại, không được vào trong đội quân của Đức Chúa Trời. Để chúng ta cũng thấy sau này có những đội nhóm họ bị thất bại trong các công việc truyền giáo, công truyền truyền giáo, bởi vì họ đã đem những người mà sợ hãi đi cùng, khiến những người đó có thể là sợ hãi, có thể là nổi loạn, nó khiến cho đội nhóm lộn xộn hết và không có thành công được. Khi mà ma quỷ nó có thể đánh trận, nó có thể đánh tan cái sự hiệp nhất trong đội nhóm thì nó có thể dễ dàng nó sẽ cướp mất những cái bụng trái của chúng ta, không có sẵn sàng trong trong cái chiến trận, trong cái việc đi truyền giáo và cho những cái khu vực địa phương, đặc biệt là những khu vực nhạy cảm. Thi Thiên, xin mời bạn bạn Tùng đọc gần Thi Thiên đoạn đoạn 78 câu 7 câu 10, chị phải Evergreen. Cái tiên nhưng bài đáp thì con cháu Israel cầm binh khí và dương cung nó quay lưng lại trong ngày chiến tranh, chúng nó không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời cũng không chịu đi theo luật pháp nào. Ở đây thì có những cái chi phái như chi phái Ephraim này. Ephraim là một trong chi phái lớn nhất ở trong Israel nha anh chị em, và một chi phái đây là đứa con thứ hai của Joseph, đúng không ạ? Là một đứa con mà được phán về việc đó là được nhận bội phần cơ nghiệp trên anh của mình là Manasseh. Đây là một chi phái mà mạnh nhất, có thể nói lớn nhất và mạnh nhất ở trong dân Israel, nhưng mà họ lại là những người thiếu sự tận hiến. Cho nên là khi mà đi chiến trận rồi thì sao, họ đang cầm binh khí và dương cung nhưng mà có quay lưng trong ngày chiến trận. Đây là một cái điều tệ hại quay khi mà một người quay lưng ở trong ngày chiến trận, và ở đây nói là không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, không đi theo luật lệ của Ngài. Khi mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi, hay là tiên tri của Chúa là tiên tri Deborah ấy, là một cái người lãnh tướng của Chúa, một người mà Đức Chúa Trời Ngài dấy lên để chống lại kẻ thù nghịch là Canaan, bởi vì họ đàn áp dân Israel rất là tàn bạo. Thì cái chi phái này là một cái chi phái mà không có trung tín trong sự kêu gọi, cho nên không làm theo những gì mà nữ tiên tri của Chúa hay là người lãnh đạo của dân Israel mà Đức Chúa Trời đặt để dấy lên. Ngày hôm nay cũng thấy có Đức Chúa Trời Ngài đang chuẩn bị làm những công việc rất lớn ở trên Việt Nam, chuẩn bị phấn hưng, nhưng mà có rất nhiều những cái hội thánh hay những người mà giống như là chi phái Ephraim, họ rất lớn đúng không ạ, họ rất mạnh, cái tiềm lực họ rất mạnh, kể cả tài chính của họ cũng rất mạnh, mọi thứ họ mạnh, nhưng mà họ có một cái vấn đề problem, đó là họ giống như là Ephraim trong kinh thánh này, thiếu sự tận hiến.
quay lưng ở trong ngày chiến trận, không có hâm hở, không muốn tham chiến, không muốn tiếp tục ở trong chiến trận, nhưng mà muốn lui lui về và an nhàn. Ngày hôm nay tại sao có tà giáo siêu ân điển mà có tà giáo thích vượng, là vì những người Ebrahim này rất nhiều ở mọi nơi, cả cả Việt Nam cũng có, và các quốc gia đang sống, các quốc gia ở phương Tây ấy, thì rất là nhiều, rất là nhiều, thì rất là lúc nào cũng chỉ muốn là thịnh vượng thôi và thoải mái thôi, cho nên không muốn chiến trận, không muốn chịu khổ về Chúa, nên là quay lưng vào trong ngày chiến trận, không còn làm theo cái bước đường của Chúa Giêsu và các sứ đồ, đúng không ạ? Chúa Giêsu có phải chịu khổ không? Có. Các sứ đồ có phải chịu khổ không? Có. Không có một thời đại nào mà Đức Chúa Trời ngài muốn con cái của ngài được an nhàn cả. Bởi vì sao ạ? Không phải là an nhàn là có nghĩa chúng ta không có cuộc sống mà bình an, ý là nói rằng là gì ạ? Không có nơi nơi chỗ nào ở trong Kinh Thánh mà Kinh Thánh nói chúng ta rằng là chúng ta có thể sống an nhàn mà hưởng thụ, của chúng ta không lo về vương quốc cả. Để mà mang được Đức Đức Cha đến ở trên đất này, Chúa Giêsu đã đổ cả máu của ngài, các sứ đồ cũng đổ máu của ngài, chúng ta là ai mà chúng ta an nhàn, đúng không ạ? An nhàn đó là lui vào lui về với sự hâm hở, giống như Ebrahim này, điều đó là một cái tình trạng giống như hội thánh, như tôi nhớ là hội thánh Sắc Đen này ở trong Khải Huyền đó, là một cái hội thánh mà hâm hở, hội thánh Laodice, một cái hội thánh hâm hở, một cái hội thánh mà không có còn sức sống của Chúa, và Chúa không đẹp không lòng về điều đó không? Chú nói rằng là không ăn năn thì sao ạ? Nó còn nhà ra, đúng không ạ? Cho nên là chú cất cái thân chân đẹp ra khỏi những cái hội thánh mà là xâm mẩn. Khải Huyền đoạn 3 câu số 15, hội thánh Laodice. Ta biết cho ta biết công việc của ngươi, không nóng không lạnh, đúng không ạ? Ước gì ngươi nóng hoặc lạnh, bởi vì ngươi hâm mẩn, không nóng không lạnh, cho nên ta sẽ nhà ngươi ra khỏi miệng, đúng không ạ? Ngươi nói là ngươi giàu rồi, nhưng mà thì không cần chi nữa. Sao ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo nặng, đương nhục, lõa lồ. Nên là Chúa nói rằng là phải mua vàng và thử mặc, mua áo của Chúa mà mặc vào để che lại cái sự trần truồng, sự xấu hổ. Nên là đây là một cái tình trạng ngày hôm nay rất là nhiều. Những hội thánh họ muốn lui đi trong chính trận, họ không muốn chịu khổ với Chúa, họ muốn an nhàn. Họ không muốn làm công việc của Đức Chúa Trời, cho nên là cái sự trì trệ nó đã dẫn đến cái việc đó là khắp mọi nơi thì người ta chết mà không nghe được phúc âm. Vì sự lười biếng, vì sự ham mê đời này của hội thánh của Đức Chúa Trời, những hội thánh hâm vọng, những hội thánh mà không chịu chiến đấu cho vương quốc của Chúa đến trên đất này, nhưng mà hâm vọng. Cho nên tiếp theo đó là các quan xét, thì chúng ta học nốt phần này. Các quan xét ở 5 câu 17 nói rằng là có những cái chi phái thì sao ạ? Biện minh rằng là chiến trận xa quá rồi, tôi quá bận rộn đi, tôi phải kiếm tiền đã, đúng không ạ? Tôi rồi có thể là đến những nơi đó thì khó khăn quá, nhiều những cái sự biện luận bỏ trốn, rồi nhiều những cái lời mà excuses, tiếng Anh nó gọi là excuses, là những cái gì nhỉ? Những cái lý do, những cái lý do để mà không tham chiến. Chúng ta sẽ đọc cái câu 17. Gala-át cứ ở bên kia sông Giô-đanh, còn Đan sao ở lại trên các chiếc tàu, A-xe ngồi nơi mấy biển, an nghỉ trong các cửa biển. Rất là nhiều những cái lời biện luận xa quá, cứ ở bên kia sông không sang, rồi là sao ở trên chiếc tàu an nghỉ, và A-xe cứ ngồi nơi bé biển, an nghỉ trong các cửa biển của mình. Các chi phái khác thì chiến trận để giành lại cái sự tự do cho dân sự, cho vương quốc, cho dân Israel, cho dân tộc Israel. Tự do khỏi tay kẻ đàn áp họ, cách khốn khổ. Nhưng mà những chi phái kia thì họ chả quan tâm luôn, đúng không ạ? Ngày hôm nay có rất nhiều những hội thánh đang dốc lòng để hầu việc Đức Chúa Trời, chiến trận trong sự cầu nguyện, giao giảng tin lành, ngoài chống cự lại cái quyền lực của sự tối tăm để đem những người hư mất về với Chúa. Môn đồ hóa, dạy đạo sai phái, nghèo khổ khó khăn để mà dốc tiền đi để cho công việc của Đức Chúa Trời, trong khi đó rất nhiều hội thánh họ đâu cần đâu, họ cứ an nghỉ thôi, họ cứ thỏa mãn và chắc thịt cái đời này thôi, nói tôi thế là được rồi. Cho nên là điều đó là một cái điều tệ hại trước mặt Chúa. Cho nên là ở trong các quan sát này cũng có những nơi mà Chúa nói rằng là phải rủa sạ những cái nơi đó, những người mà con cái của Đức Chúa Trời mà họ không tham dự trong chiến trận và họ buông mình theo những cái sự luông tuồng bậy bạ và tội lỗi thì chắc chắn họ sẽ phải chịu rủa sạ.
Chúa không đẹp lòng về điều đó đâu, nhưng mà Chúa đẹp lòng khi mà chúng ta hết lòng vào việc Đức Chúa Trời. Giống như chúng ta những cầu kinh thánh hết lòng nhớ ân điển của Đức Chúa Trời mà mạnh mẽ lên trong đức tin, phải chịu khổ giống như một người lính giỏi của Chúa. Lính giỏi là lính chịu khổ chứ không phải lính giỏi mà ăn rồi ở bên kia sông rồi đã an đúng nhàn rồi, đem mà ra mê biển mẩn không hầu uống việc cà Chúa, sống ngày này qua ngày khác cũng trôi qua phê cuộc đời vô ích. đi biển. Những giống như những cái chiếc bình vô ích, Chúa nói là những có những chiếc bình vô ích tạo ra để mà làm cho chủ phiền muộn chứ không phải là vui lòng. Nhưng mà chúng ta là những người mà Chúa kêu gọi chúng ta cần phải để Đức Chúa Trời ngày xử lý chúng ta, sử dụng chúng ta và sống để làm vinh hiển danh của Chúa, làm những người lĩnh giỏi của Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện nha, chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin mời sau đó mời chị đi chị vận cầu nguyện ha, quay chị vận cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện những gì mà chúng ta học được trước đã, sau đó thì chúng mời chị. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện cho bạn đây. Hallelujah. 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 Dạy dỗ được bạn chúng con và trẻ con và trẻ em con nữa chứ chúng con có thế nào mà lan nhàn chúng con muốn độ thủ chúng con sẽ chúng con có một cái đường hướng để chạy chúa ơi chúng con là bỏ công lúc chúng con để sẵn sàng chúng con để về đích sống và trang bị cho chúng con
Sáng hôm nay chúng con nhận biết rõ rằng chúng con là con của Chúa và chúng con là những con người được Chúa chọn cho chúng con đứng ở trong cái chiến trận này. Thưa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con luôn luôn chiến thắng và Chúa đã đặt để chúng con ở vị trí để chiến thắng. Thưa, cho chúng con nhận rõ điều này và chúng con mặc lấy cái quyền năng của Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ và quyền năng trong tiếng của Ngài, trong lời của Ngài. Thì chúng con ước ra chúng con không là những con đỏ nữa, chúng con không là con đỏ, chúng con không muốn trong vị trí là những người nữa. Chúng con không muốn chúng con đứng ở vị trí của những người mà cha ơi, thì là chúng con đang được sự đĩa sữa của chính Ngài và chúng con mỗi ngày bước đi, chúng con là những người lớn. Tại chúng con mong muốn Chúa được trang trang lời của Ngài cài đặt cho chúng con trang lời của bye bye chị Bích, chị Anh. Chiều mấy giờ cô Hằng ơi? Chiều mấy giờ tại? 1:30. Một giờ rưỡi hả chị? Ủa ai vậy ta? Không biết. Em nào vậy? Em trai. Em trai cho chị thấy mặt coi, gì vậy? Trai này. Em trai này không? Siêu bích. Chị không? Mấy giờ chị? 1:30 hay là 1 giờ? 1:30 hay là 1 giờ? Ủa? Lên học. Mấy một giờ rưỡi, 1:30, 1:30. Okay. Rồi, chú ban phước cho hai em nha. Dạ. Chị Ánh nha. Bye bye. Bao nhiêu phần chị? Rồi, xin lỗi.